Mẹ, mẹ gặp anh hai chưa? Anh hai con sao mẹ? Anh hai có về chung với mẹ không? Mẹ, anh hai đẹp trai không mẹ? Uyên Nhi, từ từ con. Em có sao không? Bảo Dương còn sống và rất bình yên. Dì, dì có sao không? Dì đi gặp bác Phương hả? Vậy bác Phương biết tất cả rồi hả? Còn anh Quốc có biết chưa hả dì? Dì mệt quá, dì muốn nằm nghỉ một chút. Anh Quốc, má về rồi. Thằng Bảo lúc đó thật là tội nghiệp. Nó mới có 3 tuổi à, đâu có biết gì chuyện người lớn sắp đặt đâu. Nó cứ như là trái banh, truyền qua truyền lại mà không hề có phản ứng. Lúc đó tôi thương thằng Bảo bấy nhiêu á, thì tôi giận bà bấy nhiêu. Sanh nó ra chi vậy, rồi chối bỏ nắm ruột của mình. Thật ra sau đó tôi có đem thằng Bảo quay trở lại nhà chồng của bà, nhưng mà lúc đó tôi thấy hoàn cảnh của bà khó khăn quá, cho nên tôi mới quyết định đem thằng Bảo đi luôn. Có lẽ trời đã định như vậy. Nhưng sự thật đâu hẳn là như vậy. Ngày sau khi đám cưới tôi đã phải nhập viện, và rồi vài ngày sau đó tôi đã đến đón con mình ngay. Hùm beo còn không nỡ ăn thịt con. Huống hồ chi tôi là người mẹ ruột của nó. Tôi đã rất ruột sanh ra con của mình, thì làm sao mà có thể chối bỏ được. Chính vì cái suy nghĩ nông nổi lệch lạc của bà đã khiến cho tôi tâm trí không lúc nào thảnh thơi suốt 20 năm ròng. Sao bà suy nghĩ đơn giản vậy chứ? Cứu vớt cuộc đời một đứa bé à? Bắt nó lìa xa mẹ của nó gọi là làm phước hay sao? Tôi biết tôi làm sai và có lỗi với bà, nhưng mà tôi không dám đối diện với thực tế. Dù tôi không sanh ra thằng Bảo, nhưng lâu nay tôi đã xem nó là bảo bối của mình. Đồ đạc trong nhà để lâu ngày còn quen hơi. Huống gì tôi đã tự tay chăm sóc nó từ lúc 3 tuổi cho tới bây giờ. Nó là hơi thở, là cuộc sống của tôi mà. Tôi có thể mất tất cả, nhưng nếu một ngày nào đó thằng Bảo nó rời xa tôi, chắc lúc đó tôi không thiết sống nữa. Trời ơi, bà dám nói điều này trước mặt tôi hay sao? Vậy còn đứa con của tôi? Bà đã cắt đứt sợi dây liên lạc, cắt đứt tình mẫu tử mẹ con của chúng tôi suốt 20 năm ròng. Bà không nghĩ đó là lỗi lầm của bà hay sao? Bà đã cầm con dao để chặt đứt tình mẫu tử của người ta, bà không thấy mình độc ác quá hay sao? Rồi giờ đây bà đứng trước mặt tôi lại kể lể công lao đã nuôi dưỡng nó. Bà có biết là suốt bao nhiêu năm tim tôi lúc nào cũng chảy máu hay không? Sao bà không nghĩ đến nỗi đau đớn của thằng Bảo khi nó biết được sự thật? Người mẹ mà nó đã từng thương yêu bao nhiêu lâu nay lại chính là người cắt đứt tình thâm mẫu tử của nó. Bà chính là kẻ bắt cóc con nít, không hơn không kém. Bà thôi đi, tôi đã dằn vặt không chịu nổi. Đừng im lặng lâu nay,
Tôi xin bà, tôi xin bà đừng hành hạ tôi thêm nữa. Tôi thà bỏ đi điện xứ, chứ tôi không thể chứng kiến thằng Bảo đi nhìn tôi kiểu đó. Tôi xin bà, tôi xin bà mà. Sao? Đến bây giờ bà mới cảm thấy bức rứt, mới cảm thấy ân hận về hành động nông nổi của mình sao? Tôi biết bà giận tôi bầm gan tím ruột, nhưng mà nói cho công bằng á, thì bà cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này. Nếu bà mạnh mẽ hơn với bên nhà chồng của bà, thì bà đâu đưa con cho người ta nuôi giữ giùm. Nếu bà không sợ mất đi một đám cưới, thì đâu đẩy hoàn cảnh đến nỗi thằng Bảo nó bị thất lạc như vậy. Bà đừng nói với tôi á là bà vô can trong chuyện làm lạc đứa con nha. Tôi bà không nghĩ là tôi và bà sẽ gây đau khổ cho thằng Bảo hay sao? Liệu nó chịu đựng được cái lý do mà xưa kia mẹ ruột của nó vì sợ mất một đám cưới mà hất hủi con mình? Bà có thể biện minh cho mình được không? Hơn lúc nào hết, lúc này tôi và bà phải có trách nhiệm lo tương lai cho thằng Bảo, tránh nó khỏi bị cú sốc khi biết được gia đình thật của nó. Tốt hơn hết là tôi nghĩ tôi và bà phải nghĩ ra cách nào để sửa chữa sai lầm của mình đã gây ra cuộc đời của đứa bé. Không được, không được. Thằng Bảo nó phải biết sự thật mẹ ruột của nó là ai chứ. Bà định bưng bít sự việc này cho đến khi nào? Nó không phải là che giấu bưng bít, mà là sửa sai. Tôi và bà cùng nhau lo tương lai cho thằng Quốc. Tôi nghĩ nó sẽ rất là hạnh phúc khi biết được có hai bà mẹ cùng thương yêu chăm sóc lo lắng cho nó. Bà nghĩ là điều đó không phải là tốt cho nó hay là sao? Nếu như vậy thì mãi mãi sẽ không bao giờ nó biết được tôi chính là mẹ ruột của nó. Nó phải biết, nó phải biết dòng máu đang chảy trong nó chính là dòng máu của tôi chứ. Vậy thì bà cứ nói tẹt ra hết đi. Bà có dám nói hết ra sự thật hay không? Xưa kia tôi với bà vì nông nổi và bồng bột mới đẩy ra một nghịch cảnh như vậy. Thì bây giờ mình phải sửa chữa sai lầm để đem lại hạnh phúc cho con trai của mình chứ bà. Má ơi, má ơi, má, má ơi, má ơi, má nè, má ơi, hả? Má làm cho con lo lắm đó má. Sao giờ này con về? Con không đi làm hả? Con nghe Thảo nói con nên con xin nghỉ một ngày. Má đi đâu vậy má? Má đi chùa xa để xin bùa bình an cho con. Má nghe nói chùa đó linh lắm, để má lấy lá bùa rồi má cất trong bóp cho con nha. Má, con thương má lắm. Trời ơi, cái thằng này nè, xà bông không à, buông má ra. Thảo tới kìa. Dạo này á, Quốc thấy má sao sao á, Quốc lo lắm. Thảo nè, Thảo ở lại á, Thảo nhớ dòm ngó má dùm Quốc nha. Nếu như mà có chuyện gì á thì phải gọi điện thoại liền cho Quốc đó. Quốc cũng thấy vậy hả? Thảo thấy giống như Quốc không? Chỉ là do Quốc xa nhà nên dì lúc nào cũng cảm thấy bất an và lo lắng thôi. Hèn chi má đi xin bùa bình an cho Quốc. Thật sự á, để má ở đây một mình á, Quốc lo lắm. Nhưng mà biết sao bây giờ, Quốc ước gì á, cho công việc nè, rồi cuộc sống ổn định ở trên đó, rồi Quốc rước má lên ở chung chứ Quốc. Làm sao dì chịu? Dì chỉ thích ở dưới quê thôi. Bộ má Quốc nói với Thảo vậy hả? Thì người càng lớn tuổi, họ càng không thích sống xa quê nhà. Khi Quốc rời nhà đi lên thành phố, dì cũng mất đi một phần cuộc sống rồi đó. Ôi, Quốc hiểu chứ. Thảo biết không,
mỗi lần mà cuối tuần á, tự nhiên á Quốc cảm thấy là nôn nao nè, hồi hộp nè, cứ mong sao á về nhà thật là sớm. Mà chỉ những lúc mà xa nhà mới có cảm giác đó. Quốc có nghĩ một ngày nào đó dì sẽ mất Quốc vĩnh viễn không? Sao lại có chuyện đó? Hay là thằng muốn nói với thằng Tèo, con của ông dì ở xóm trên, lên Sài Gòn rồi quên tuốt ba mẹ luôn? Lòng người không thay đổi thì trời đất sẽ thay đổi. Quốc cũng đâu dám chắc điều gì, đúng không? Thảo nói gì vậy? Quốc không hiểu gì hết. Là sao? Thôi, vô nhà